Trong bài phát biểu trực tuyến gửi tới hội nghị COP27, Bộ trưởng Ngoại giao của Tuvalu cho biết sẽ xây dựng một phiên bản của chính quốc gia này trong Metaverse nhằm bảo tồn lịch sử và văn hóa của đất nước trong bối cảnh ngày càng nhiều diện tích của Tuvalu đang bị chìm xuống do nước biển dâng. Những hòn đảo như thế này sẽ không tồn tại được khi nhiệt độ tăng nhanh, mực nước biển dâng cao và hạn hán kéo dài. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa đất nước vào vũ trụ ảo. Từng chút một, chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước của mình, mang lại niềm an ủi cho người dân và nhắc nhở con cháu về quê hương của chúng tôi. Nếu dự án này được thực hiện thuận lợi, thì đây sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới được số hóa trên Metaverse. Sự hiện diện của quốc gia kỹ thuật số sẽ có thể thay thế được sự hiện diện của đất nước ngoài đời thực và có đầy đủ chức năng để hoạt động như một quốc gia bình thường. Biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng đang tạo ra mối đe dọa tới nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc đảo như Tuvalu. Cũng bởi vậy mà kế hoạch số hóa quốc gia của nước này cũng là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để bảo vệ quốc gia của mình dưới tác động của biến đổi khí hậu.